Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa đang điên cuồng chống Việt Nam. Người ta dùng bộ não để tư duy những điều đúng, sai, phải, trái trong cuộc sống, chứ đâu phải chỉ để cho có đủ bộ phận. Ấy vậy mà, thật đáng tiếc cho một số người, chẳng hiểu vì cay cú hay vì não họ có vấn đề mà họ cứ tán dương, gật gù như ngan bị cắt điếc khi tin vào những điều hết sức nhảm nhí, rất rẻ tiền. Cụ thể, rất nhiều lần những kẻ như Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đe hay Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài đăng những bài viết xuyên tạc Việt Nam. Chẳng hiểu chúng có bùa phép gì không, nhưng cũng dắt mũi kha khá một số người tin vào những trò bịp bợm vớ vẩn của chúng. Hôm nay chúng ta thử lượn một vòng xem trò chúng đang diễn bịp như thế nào. Trước tiên phải kể đến Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Chúng là những kẻ được ăn, được học và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam. Thậm chí, chúng còn được nhà nước cho ra nước ngoài học tập, công tác. Nhưng vì cái tôi, vì ham ăn hơn ham làm, nên chúng đã trở thành những kẻ bị mắc vào cái vòng danh lợi, bị một số tổ chức nước ngoài không thân thiện với Việt Nam lôi kéo, đào tạo với hy vọng chúng trở thành những thành phần chống đối nhà nước Việt Nam sau này. Những bước đi đầu tiên của những thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài, đầu tiên vẫn là cải tạo lại hệ tư tưởng từ những kẻ có đời sống tín ngưỡng của người Việt trở thành những kẻ đi theo tín ngưỡng Tin Lành, Thiên Chúa giáo, để rồi sau khi về nước, chúng được một số linh mục cực đoan trong nước tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch hành động. Trong đó có cả những kế hoạch để chúng ra ứng cử vào đại biểu Quốc hội Việt Nam để trở thành những con ong độc trong tay áo dân tộc Việt Nam. Những kẻ như vậy làm sao qua được mắt người dân, bởi vậy chúng đã bị trượt từ vòng gửi xe. Khi mục tiêu luồn sâu, leo cao không thành, chúng liền trở mặt hiện nguyên hình là những tên chống phá chế độ cực đoan điên cuồng. Trong số những kẻ như thế có cả tên nghệ sĩ hài Vượng Dâu, hắn cũng từng ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Cái giá phải trả cho những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá nhà nước Việt Nam là những bản án thích đáng. Tuy nhiên, những tổ chức thù địch với Việt Nam ở nước ngoài không muốn bị mang tiếng là đem con bỏ chợ. Bởi vậy, chúng đã bỏ lãnh, sang Đức sống lưu vong. Sang đến trời Tây, cụ thể là nước Đức, Nguyễn Văn Đài liên tục đăng những bài livestream giao giảng rằng chế độ Cộng sản Việt Nam là chư hầu tay sai cho Trung Quốc. Còn nước Đức nói riêng và EU nói chung mới thực sự là những đất nước tự do, dân chủ, độc lập. Sự thật có đúng như những gì chúng đang giao giảng hay không? Trước tiên, nếu như lời chúng nói Việt Nam là tay sai, là chư hầu của Trung Quốc, vậy thì có tay sai, chứ hầu nào lại đánh nhau với ông chủ của mình, làm chết gần 6 vạn quân và gần 10 vạn thương phế binh của ông chủ, khi cuộc chiến đó diễn ra khốc liệt gần 10 năm trời không? Có chứ hầu nào mà 4 năm tháng trời liên tục đem hàng trăm tàu thuyền ra ngoài biển để đâm và xua đuổi tàu thuyền của ông chủ của mình về nước? Ngoài ra, liên tục đưa phóng viên nước ngoài đến hiện trường ghi hình và tranh thủ dư luận quốc tế để lên án hành vi bắt nạt bất hợp pháp, vi phạm pháp luật quốc tế của ông chủ mình không? Có chư hầu nào trong bất kỳ cuộc thăm viếng của lãnh đạo nhà nước Việt Nam ra nước ngoài hay lãnh đạo nước ngoài đến Việt Nam đều công khai tuyên bố chủ quyền hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, quyền tài phán, quyền lãnh hải theo Công ước Quốc tế 1982? Thậm chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa sang thăm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, được đón chào bằng nghi thức nhà nước cấp cao nhất, bắn 21 loạt đại bác tại quảng trường Thiên An Môn, đón lãnh đạo Việt Nam tới thăm. Ngoài ra, còn được mời dự tiệc trà, một nghi thức mà Trung Quốc chỉ dùng tiếp thượng khách đặc biệt. Tuy được tiếp đón nồng hậu và trọng thị như vậy, thậm chí được nhận huân chương hữu nghị đặc biệt cao quý, ấy vậy mà tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, trước hàng trăm phóng viên truyền hình, thông tấn báo chí quốc tế và quan chức Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhắc Trung Quốc cần
tôn trọng lãnh thổ, lãnh hải theo Công ước Luật Biển Quốc tế 1982. Nó chẳng khác gì phủ nhận hoàn toàn sự có mặt của quân đội Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và 7 thực thể đảo chìm ở Trường Sa là bất hợp pháp. Vậy, có chư hầu nào lại làm như vậy với ông chủ của mình không? Ngoài ra, Việt Nam mua vũ khí từ khắp nơi trên thế giới như Nga, Ấn Độ, Israel, Pháp, Mỹ, Hàn mà có cần phải nhìn thái độ hay xin phép ông chủ của mình đâu. Vậy, chư hầu kiểu gì vậy?